nhìn thấy dễ thương hơn. Mọi người đang chọn emotion hả? Vào ngày mai thì mọi người cũng đi theo cái đội hình này luôn nha mọi người. Mọi người cứ nhớ người trước mặt của mình thôi là được rồi. Miu ơi, con đi đầu giờ. Con đi đầu nha Miu. Dạ vâng ạ. Rồi tiếp theo là Hanah nha. Ok. Tiếp theo là Mocha nha. Ok. Tiếp theo là Tina nha. Tina hay là sao? Kêu Na Quảo luôn luôn đi ha. À, mình tên Luna nhưng mà kêu Na Quảo thôi. Nina hả? Luna. Ok, đợi mình sửa lại, tại vì bên thành phố mình cũng có một người tên Luna đó. Lắm tên thế. À, vậy mình kêu cái nào cho nó tiện lợi nè. Luna Quạo ha. Cũng thôi kêu Luna Quạo đi. Ok.
Thank you.
Bye.